chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Thành phố Hồ Chí Minh thành lập tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Câu chuyện sinh nhiều con ở vùng cao Điện Biên. Chuỗi giá trị từ nông nghiệp sạch an toàn ở Tuyên Quang. Bắt hai đối tượng cho vay nặng lãi trong vụ vỡ nợ lớn nhất Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 9, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đã trao tặng 3.000 bộ test nhanh COVID-19 cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre nhằm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Theo đó, 3.000 bộ test nhanh COVID-19 trị giá 300 triệu đồng do Ủy ban Xã hội của Quốc hội trao tặng sẽ được phân bổ về các huyện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh và phân bổ trong kế hoạch đón người dân Bến Tre từ thành phố Hồ Chí Minh trở về địa phương. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre đã gửi lời cảm ơn, chúc sức khỏe đến tập thể cán bộ công chức, viên chức, Ủy ban Xã hội của Quốc hội về những hỗ trợ cần thiết và quý báu này dành cho ngành y tế tỉnh nhà. Đồng thời cho biết sẽ sử dụng số dụng cụ test nhanh COVID-19 mà Ủy ban Xã hội của Quốc hội hỗ trợ đúng mục đích để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đến Ủy ban Nhân dân, Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức và các quận huyện về việc triển khai thành lập tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Theo đó, tổ chăm sóc có nhiệm vụ quản lý, theo dõi, hỗ trợ điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà, triển khai xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tại cộng đồng, hỗ trợ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tuyên truyền về phòng chống COVID-19 tại cộng đồng, hỗ trợ cấp phát thuốc mãn tính cho người dân trên địa bàn dưới sự quản lý trực tiếp của Ủy ban Nhân dân, phường, xã, thị trấn và chịu sự điều hành chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn y tế của trạm y tế lưu động. Dự kiến mỗi tổ sẽ quản lý và chăm sóc từ 10 đến 20 F0. Căn cứ tình hình số F0, mỗi quận huyện và thành phố Thủ Đức thành lập đủ số tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng theo quy định. Mỗi tổ có ít nhất 3 người đều cần được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, trừ những người F0 đã khỏi bệnh. Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vừa có văn bản về việc cho phép các cơ sở kinh doanh ăn uống, quán ăn, nhà hàng, quán cà phê hoạt động trở lại trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, tình hình dịch bệnh tại thành phố Buôn Ma Thuột cơ bản được kiểm soát. Toàn thành phố có 7 phường xã qua 14 ngày và 11 phường xã đã qua 7 ngày không phát sinh ca bệnh trong cộng đồng. Theo đó, từ 0 giờ ngày 23 tháng 9, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống hoạt động trở lại phải tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch COVID-19, không phục vụ quá 10 khách trong cùng một thời điểm. Trường hợp diện tích mặt bằng rộng 120m² trở lên được phục vụ tối đa 20 người. Không phục vụ khách trong phòng kín, không sử dụng điều hòa, phải đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu giữa các bàn theo khuyến cáo của Bộ Y tế, khuyến khích mua mang về và dịch vụ giao hàng tận nhà. Nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh trong cộng đồng vẫn còn cao, nhất là tại các chợ truyền thống, chợ tạm do người dân một phần có tâm lý tự thả lỏng giãn cách. Do vậy, vấn đề này, nhiều chuyên gia, nhà quản lý đã có những đóng góp chia sẻ ý kiến, trong đó nhấn mạnh nhất vẫn là việc người dân cần nâng cao ý thức. Và đây là cách phòng ngừa hiệu quả nhất trong tình hình hiện nay. Tôi biết rằng là Hà Nội đã giao cho Sở Công Thương ấy, xây dựng những cái biện pháp gọi là mô hình chợ an toàn. Cái mô hình này nó phải phù hợp với Hà Nội, nghĩa là trên cơ sở cái tập quán rồi cái mua bán của người dân để chúng ta xây dựng. Chúng ta không thể mà áp đặt được, nhưng chúng ta học tập mô hình của các cái địa phương khác, có thể là học tập mô hình các tỉnh, nhưng cũng có thể là rút kinh nghiệm của một cái chợ nào ở Hà Nội để chúng ta xây dựng và chúng ta có phổ biến và để cho các cái chợ khác làm theo. Và nghĩa là Thủ tướng nói là thích ứng an toàn, nghĩa là vẫn họp chợ nhưng chợ đó phải là an toàn. Cán bộ quyết định rất quan trọng, sâu sát dân là quan trọng, cho nên nơi nào làm tốt, phường nào làm tốt, quận nào làm tốt thì chợ được nhờ. Chính Hà Nội phải rút bài học kinh nghiệm của thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề quản lý chợ chặt chẽ về vấn đề phòng dịch cũng như các vấn đề khác, và từ nay về sau nữa, chứ không phải có dịch thì chúng ta làm, không có dịch chúng ta lại bỏ làm theo kiểu phong trào, chúng ta không nên làm. Cái thời gian này là đang trong cái thời gian có cái nguy cơ tiềm ẩn rất là lớn, do vậy cái việc mà tuyên truyền, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa bệnh đối với người dân là một công việc hết sức quan trọng, và thứ hai xử lý nghiêm những cái
các cái cửa hàng, những hộ tiểu thương kinh doanh mà cố tình vi phạm mà không đảm bảo tuân thủ theo đúng cái hướng dẫn, đúng như là quy định về công tác phòng chống dịch. Đảm bảo các điều kiện thiết yếu về cơ sở hạ tầng, giao đất tái định cư cho các hộ dân xây dựng nhà cửa, ổn định cuộc sống. Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã tích cực chỉ đạo các đơn vị nhà thầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các điểm tái định cư. Cùng với đó là tập trung xử lý dứt điểm tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại điểm tái định cư T13. Trong tổng số 4 điểm tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, hiện nay cơ bản các điểm tái định cư số 1, số 3 và số 3 mở rộng đã hoàn thành, có thể tổ chức giao đất cho các hộ dân. Các điều kiện về hệ thống điện, nước, cáp quang, rãnh thoát nước đã được lắp đặt đầy đủ. Một số hộ dân đã tiến hành ép cọc dựng nhà tại nơi ở mới. Riêng đối với điểm tái định cư C13, hiện vẫn còn 2 hộ chưa bàn giao mặt bằng cho dự án. Do vậy, khối lượng hoàn thành xây lắp mới chỉ hoàn thành khoảng 50% giá trị gói thầu và hoàn thành 50% các lô đất với khoảng 55 ô đủ điều kiện để giao đất tái định cư. Ban quản lý dự án và các đơn vị đang kết hợp để đẩy nhanh tiến độ và sẽ cố gắng hoàn thiện trong tháng 10, kể cả về hạ tầng và đường giao thông. Để đảm bảo cho dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên có thể khởi công vào quý 4 năm 2021, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xử lý dứt điểm tồn tại vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại của 2 hộ thuộc điểm tái định cư C13. Nội dung này đã được đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, nhiều lần nhấn mạnh trong các cuộc họp ban chỉ đạo dự án của tỉnh. Phải làm rất khẩn trương và làm quyết liệt và không lùi. Không có lý do gì để mà lùi trong câu chuyện về cưỡng chế này. Ngày nào giờ nào là phải xử lý dứt điểm. Trước mắt là liên quan đến các khu dân cư là phải xử lý ngay. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đang khẩn trương triển khai quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện giao đất cho các hộ dân tái định cư và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục xây dựng, cấp sổ đỏ để vận động nhân dân sớm triển khai đầu tư xây dựng các công trình nhà ở, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành, rà soát tổng thể lại dự án để có đề xuất các nội dung điều chỉnh đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn và tập trung thực hiện thi công hoàn thành dứt điểm các công trình. Hiện nay, nhiều tổ chức cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng không có giấy phép đăng ký kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh giống cây trồng không rõ nguồn gốc, khiến cho nhiều hộ, người trồng cây ăn quả bị thiệt hại, ảnh hưởng không nhỏ tới quy hoạch sản xuất và đề án phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Thái Nguyên. Từ thực tế trên, các cơ quan quản lý nhà nước và ngành chuyên môn đang tăng cường quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực này. Do tập quán trồng, nhân giống sản xuất trước đây, rất nhiều hộ trồng cây ăn quả trên địa bàn tỉnh đã gặp phải tình trạng cây sau khi đưa vào trồng không đạt năng suất chất lượng. Hiện nay, ngành nông nghiệp tỉnh đang định hướng bà con cải tạo diện tích này bằng cách trồng lại hoặc ghép mắt nhằm nâng cao hiệu quả cây trồng, mặc dù hết sức vất vả, mất thời gian, tốn nhiều chi phí và công sức. Để giải quyết vấn đề này, cơ quan quản lý nhà nước đã khuyến cáo người dân sử dụng giống có nguồn gốc xuất xứ, bảo đảm chất lượng, tăng cường quản lý sản xuất giống và thanh kiểm tra hoạt động buôn bán, lưu thông giống trên thị trường, tập trung thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất buôn bán giống. Tuy nhiên, công tác này vẫn cần tăng cường trong thời gian tới. Giống cây trồng là một trong các yếu tố quyết định năng suất chất lượng, thành hay bại của mùa vụ. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp với cơ quan chức năng để thanh kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh giống cây trồng, đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin những địa chỉ tin cậy về cung ứng giống cây ăn quả để người dân lựa chọn, tránh tình trạng để người dân, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đã được quy hoạch sản xuất, bị các tổ chức cá nhân lợi dụng cung ứng những giống cây trồng không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng, hướng tới xây dựng vùng chuyên canh cây ăn quả an toàn, chất lượng, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu, mang về những mùa vàng bội thu cho nông dân. Bắt kịp với xu thế thị trường, vài năm trở lại đây, nhiều hợp tác xã tại tỉnh Tuyên Quang đã mạnh dạn phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, công nghệ cao. Từ đó không chỉ hình thành các chuỗi giá trị, tạo ra những sản phẩm chất lượng, nâng cao thu nhập cho người nông dân, mà còn giảm thiểu ô nhiễm môi trường và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng. Là một trong những hợp tác xã sản xuất chế biến chè đầu tiên tại xã Tân Thành. Ngay từ khi thành lập, Hợp tác xã Chè Tân Thái 168 đã hình thành liên kết trong sản xuất tiêu thụ với nông dân và doanh nghiệp. Để nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, Hợp tác xã này đã xây dựng chuỗi liên kết sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp và kết nối nhiều doanh nghiệp uy tín tiêu thụ sản phẩm chè.
Trung bình mỗi năm, hợp tác xã thu mua và tiêu thụ trên 100 tấn chè tươi của các hộ dân. Sản lượng chè khô đạt gần 40 tấn, tổng doanh thu trên 2 tỷ đồng. 100% các sản phẩm được hợp tác xã bao tiêu đạt tiêu chuẩn Việt Gáp với quy trình sản xuất an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm. Cách làm này đã và đang mang lại hiệu quả tích cực hướng đến sản xuất và tiêu thụ an toàn. Năm 2020, hai sản phẩm chè của hợp tác xã đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đây là một trong số ít sản phẩm OCOP được phân phối rộng rãi tại các thị trường trong nước, đặc biệt là các tỉnh phía Nam. Hiện hợp tác xã đang nỗ lực tạo ra các sản phẩm chè hữu cơ để nâng tầm thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm, đáp ứng thị trường khó tính nhất. Hợp tác xã chúng tôi cũng từng bước chuyển dịch dần theo cái hướng hữu cơ, và kế hoạch tới đây của hợp tác xã chúng tôi cũng sẽ chủ động coi là về cái nguồn nguyên liệu để đáp ứng được những cái nhu cầu khắt khe nhất của thị trường. Hợp tác xã chè Tân Thái 168 là một trong số những mô hình sản xuất an toàn theo hướng Việt Gáp hữu cơ tiêu biểu của huyện Hàm Yên. Huyện đang tập trung nhân rộng những mô hình này, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà khoa học nâng cao trình độ sản xuất cho bà con, có chiến lược quy hoạch vùng sản xuất an toàn tập trung gắn với liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng đến nền nông nghiệp sạch, an toàn, phát triển bền vững. Khắc phục tình trạng ngập úng nội thị và nội đồng, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên đã dành kinh phí tập trung cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước tại các tuyến trọng điểm và hệ thống kênh trạm bơm tiêu trên địa bàn. Năm 2021, cùng với đầu tư trên 14 tỷ đồng để tu sửa, cải tạo và xây dựng tuyến kênh dẫn kết nối trạm bơm Cửa Gàn, trạm bơm An Vũ, cải tạo tu sửa cống Ông Cối trên sông Đông Lỗ và cải tạo nâng cấp sông Tân An thuộc địa bàn xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên đã phê duyệt hai dự án cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước và các công trình phụ trợ kèm theo tại khu vực phường Hiến Nam và phường Lê Lợi với tổng kinh phí đầu tư hơn 37 tỷ đồng. Bên cạnh đó đã tập trung cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước tại các tuyến đường trọng điểm, tuyến cống hư hỏng, giao đơn vị chuyên môn tiến hành nạo vét 15 tuyến sông trục, kênh dẫn chính với tổng khối lượng nạo vét hơn 15.000 mét khối, khơi thông hơn 30 tuyến sông trục, tu sửa bảo dưỡng thay thế phụ tùng hệ thống máy bơm nước. Nhờ tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp nên dù một số dự án chưa hoàn thành, song khả năng tiêu thoát nước đã cơ bản được đáp ứng, góp phần giảm thiểu nguy cơ ngập úng khi có mưa lớn xảy ra. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành công điện ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ, trong đó từ 11 giờ ngày 23 tháng 9 nghiêm cấm tất cả các phương tiện, tàu thuyền ra biển hoạt động, bao gồm cả phương tiện vận tải hành khách tuyến Sa Kỳ, Lý Sơn và ngược lại. Các địa phương ven biển của tỉnh Quảng Ngãi phải theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, khẩn trương thông báo, hướng dẫn cho chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng đi di chuyển và diễn biến của thời tiết để kịp thời tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm. Kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra. Đối với các tàu thuyền vào bờ tránh trú, phải neo đậu an toàn và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo an toàn cho tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại các khu neo đậu. Tuyệt đối không để người ở lại trên tàu thuyền, lồng bè khi có sóng, gió lớn. Tổ chức kiểm tra nguy cơ sạt lở, lũ quét để có biện pháp di rời sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn, nhất là các khu vực đã bị sạt lở. Đã từ lâu, câu chuyện sinh nhiều con ở các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không còn là điều mới mẻ. Đây trở thành một thực tế khó thay đổi với những quan niệm đã hàn sâu trong nếp của một bộ phận người dân. Dù mới ngoài 30 tuổi, nhưng người đàn ông này đã có tới 9 đứa con. Nhìn qua thật khó để nhận biết trong số chúng đâu là anh chị, đâu là em. Vì những đứa trẻ san san độ tuổi chỉ cách nhau theo từng năm. Do mình thích là ở quê là không có ruộng, nhưng mà sinh được 6 đứa rồi, xuống đây thì 2 đứa. Trường hợp như anh Sang không thiếu, phổ biến ở các địa phương vùng cao. Do tục tảo hôn, chị Hà Thị Thuận lập gia đình từ năm 14 tuổi. Ba đứa trẻ lần lượt ra đời. Thế nhưng người mẹ vừa tròn 21 tuổi này vừa sinh thêm cháu nhỏ thứ tư vì mong muốn phải có con trai nối dõi tông đường. Vì dân tộc của mình thì phải để được một đứa con trai, xong rồi phải lúc mà ông bà không còn, với lại như là mình với lại chồng mình ấy mất thì phải làm đi nữa.
con gái thì không được. Ở địa phương vùng cao, quan niệm về việc sinh con đẻ cái như anh Sang, chị Thuận không hề ít. Ảnh hưởng từ phong tục tập quán, quan niệm của người dân về việc sinh con để có người giúp đỡ gia đình làm việc, hay sinh con trai để thờ cúng, nối dõi tông đường, khiến cho những đứa trẻ cứ lần lượt ra đời như một lẽ hiển nhiên. Thực tế này khiến cho Điện Biên vẫn đang nằm trong top các tỉnh có mức sinh cao trên cả nước, với tỷ suất sinh 2,72 con trên một phụ nữ. Không bất ngờ khi những nơi có tỷ lệ sinh con cao tập trung vào những huyện nghèo khó khăn, đa số người dân là đồng bào dân tộc thiểu số. Có những hộ để đến 10 đến 12 ba đứa, có những người thì người ta thích bảo là để nhiều để có con cái, có đông anh chị em, hoặc là con cái để trong nhà trong cửa, rồi là có con cái để phụ đi làm nữa kia thôi. Để nhiều nên là thứ nhất là về cái chu cấp cho con cái đi học cũng không đầy đủ, ăn uống thì cũng không được đủ, nên là trẻ con này bỏ học giữa trường rất nhiều. Trong giai đoạn cả nước đang chuyển trọng tâm từ dân số kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, thế nhưng thực tế tỉnh Điện Biên vẫn trong thực trạng tỷ suất sinh còn rất cao. Đông con đang là một tình trạng tồn tại từ chính nếp nghĩ đã hằn sâu của một bộ phận người dân, tỷ lệ nghịch với tình trạng kinh tế xã hội của nhiều địa phương vùng cao, đồng thời trở thành một bài toán nan giải khi đó là lý do gây sức ép lên việc cải thiện đời sống nhân dân và quá trình phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố khám xét nhà hai bị can Trần Thị Thu Tâm 47 tuổi trú tại quận Hải Châu và Nguyễn Thị Tố Nga 50 tuổi trú tại quận Sơn Trà thành phố Đà Nẵng về tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra bắt tạm giam Tâm và cấm Nga rời khỏi nơi cư trú. Đây là vụ cho vay nợ lớn nhất Đà Nẵng liên quan đến nhiều đại gia. Trước đó, Tâm Nga biết Đào Thị Như Lệ, một nữ đại gia Đà Nẵng bị vỡ nợ, cần tiền để xoay sở nguồn vốn, nên cả hai đã bàn bạc cho Lệ vay nhiều lần, từ 14 tỷ đồng lên đến 46,5 tỷ đồng trên một lần, với lãi suất là 1% một ngày, tức 365% trên một năm, gấp hơn 18 lần lãi suất cao nhất theo quy định. Trong thời gian cho vay, Tâm lấy lãi bất chính gần 5 tỷ đồng, Nga thu lợi bất chính hơn 300 triệu đồng. Liên quan tới vụ việc Đào Thị Như Lệ, cơ quan công an đã khởi tố 4 cá nhân thực hiện hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng Lệ bị khởi tố bắt giam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng Lê Thị Tung, 36 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân bị Tung tạt xăng đốt chết là anh Nguyễn Thanh Tùng, 32 tuổi. Theo điều tra ban đầu, Tung và Tùng quen biết nhau năm 2019. Sau đó Tung về sống chung nhà với Tùng và cha mẹ ruột của Tùng ở xã Tân Thành, huyện Bình Tân. Ngày 12 tháng 9 vừa qua, Tung và Tùng xảy ra mâu thuẫn, nên đến 21 giờ cùng ngày, Tung đã dùng dụng cụ rút xăng từ xe mô tô tạt vào người Tùng và bật lửa gây cháy. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng đến tối ngày 13 tháng 9, Tùng đã tử vong. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong do sốc bỏng. Thưa quý vị và các bạn, 18 năm tù là mức án mà Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đưa ra sau gần một ngày xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội giết người gây rối trật tự công cộng diễn ra vào ngày 22 tháng 9 dành cho đối tượng Đỗ Thanh Tùng, sinh năm 2002, ngụ tại thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà cùng các đồng phạm. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, tối ngày 23 tháng 1 năm 2021, khi ăn nhậu xong, Phạm Văn Mạnh, sinh năm 2001, Nguyễn Đăng Tiến, sinh năm 2003, cùng các đối tượng Lê Thanh Tùng, Phạm Đinh Văn Tuyên, Đỗ Đức Anh, Phạm Minh Hùng, cùng sinh năm 2002, tới quán karaoke Win ở thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà để hát. Tại đây, nhóm này đã gặp anh Hoàng Xuân Quyền, sinh năm 1993, cho rằng trước đây anh Quyền đã gây sự với mình nên Phạm Minh Hùng bảo nhóm bạn đi cùng gọi anh Quyền ra nói chuyện. Thấy anh Quyền bỏ chạy, Lê Thanh Tùng rút dao bấm đuổi theo, đâm nhiều nhát vào lưng khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Trong lúc Lê Thanh Tùng đuổi đâm anh Hoàng Xuân Quyền, các đối tượng Minh, Hùng, Nam Tuyên và Đức Anh cũng cầm gậy sắt đuổi theo hô hoán gây mất an ninh trật tự công cộng. Riêng bị cáo Phạm Minh Hùng tuy cùng tội danh gây rối trật tự công cộng nhưng do có các tình tiết tăng nặng nên phải nhận mức án 12 tháng tù giam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.